em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em khóc mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về. Đứng lên thôi, ra cứu được rồi. Đi đến đây thì chết con mẹ nó rồi, cứu kiến đéo gì. Này thế hôm qua hóa ra là em gái mà mày đèo trên ngựa là Thúy à? Thúy. Mày thế là đéo được. Này tí về về. Làm ra ngô ra khoai chuyện này. Rất vớ va vớ vẩn. Ngồi lại còn cố tình tì ngực vào vậy thằng đèo nữa. Thính bả. Rất là không được. Ra ra Discord hôm nay vừa bật lên mà thấy đó là nhắn tin là từ 12 giờ hôm qua mà em đang chạy theo anh này. Cả đêm qua đéo thấy đọc được. Đấy, cả đêm đéo ngủ được, sung sướng đúng không? Ngày hôm nay thì team đụt bọn tôi Vũ Ti Hồng, Đạt Ốc và Sơn Ngào sẽ quay trở lại với Left 4 Dead 2. Một cái tựa game mà nó thể hiện rõ ràng cái tình đồng đội bọn tôi, trái ngược hẳn với lại những cái con game kiếm hiệp PUBG với lại những cái con game khác. Tình đồng đội nó bị chia rẽ quá. Hôm qua chơi coi như là Swordman X đã chia rẽ ngay từ cái vấn đề là Thúy đang ngồi tì ngực vào. Tì coi như là hai gò bồng đảo vào lưng thằng Đạt ngay trước mắt tôi. Hôm nay tôi mới khám phá ra tình anh em ngày hôm nay nó sức mẻ một cách kinh khủng. Mà cho giống trong là... phim mà ông Dũng là quả đấy là chết rồi. Đấy cho nên là ngày hôm nay là phải tìm ngay một cái con game làm sao cho gắn kết lại tình anh em, cho nó không có là dễ đánh nhau. Sao tao lại không được đóng vai ông già mẹ vào cái vai cái thằng mẹ bỏ mẹ nào này? Ôi, map này chơi mình đéo là lúc nào là có vào trận vai Nick Ga. Ổ vai Nick Ga. Đặt. Nó đập nhanh vậy Lin. Nào. Đừng có hòng. Đi vào trong này. Ôi. Đặt cứu tao cả. Thế đéo nào. Tình anh em hôm nay lại được nối lại à? Thôi đi vào thôi. Cái gì đấy? Có cái thằng gì đấy? Điện máy xanh à? Cái gì giờ kìa? Dưới các bạn này. Đây là mấy bọn ngại VL đấy. Đúng rồi, đây là các theo lời Đạt, đây là các thanh niên ngại VL. Vâng, ngại VL đây ạ. Chính ngại VL này. Ngại VL. Tao nghe là có thằng nào ngáy ấy. Tiếng con nào nghe còn tiếng anh ngáy. Anh em nghe Vũ hôm nay nghe yếu điện đâu, nghe mẹ đúng vậy. Thôi Vũ buồn thì cứ không cần phải cố gắng gượng rồi. Cứu anh. Ủa khiếp, Đạt ngày hôm nay nó tự nhiên nó trở thành một thằng em ngoan ngoãn thế này nhỉ? Có điều gì đó đéo đúng. Đây là cái đéo gì? Kiểu đang cảm thấy hối hận vì đã được tên là kiểu... mẹ, chắc là nó phải làm cái điều rất tội lỗi với tôi hôm qua, đó là đèo Thúy thì ngày hôm nay mới ngoan với tôi thế này chứ không. Tôi thấy có gì đó đéo đúng ở đây. Cầm máu thì mới hồi được nhầm. Hồi máu cho anh, tốt, đấy. Rồi ôi khiếp, em thì ngồi hồi máu cho anh thì bắn ra phía sau lưng để giết mấy con quái cho em. Oh my god. Wow. Ngôn tình với color. Đéo đút đít đâu nha. Hay Đạt nó yêu tôi rồi. Ôi. Không yêu đương thì Đạt nhá, tao trai thẳng. Tôi phải chứng minh mình là trai thẳng cho Đạt nó thấy mới được. Ôi. Không yêu đương thì nhá. Ôi rồi. Cái gì đây? Ôi
Đạt hình như sau khi biết là tôi là trai thẳng, câm nín mẹ rồi. Em đéo có ai ném bom gì? Bây giờ người à? À nhưng mà thực sự tôi nói thật với anh em mà nhiều khi mình thấy cái comment ngại VL tôi không bực đâu. Nhiều anh em có hay bực với comment ngại VL tôi chả thấy bực đéo, nhưng nghe nó cũng dễ thương mà, đáng yêu. Có vấn đề gì đâu mà mọi người kỳ thị comment ngại VL. Nó cũng chỉ là một thứ nó giống như kiểu là hay quá hay là hay lắm hay là thế nào đấy thì các bạn ấy là ngại VL chứ có cái gì đâu, mọi người kỳ thị rất buồn cười. Hôm trước mày có phải là cái thằng đã mày có phải là cái thằng đã post cái câu là cái gì? Tao không muốn nói lại câu đấy vì kênh tao là kênh văn hóa. Dám viết cái câu mày bất dạy, người ta comment là ngại VL còn mày thì mày là cái đéo gì? Rất là bố lão bố lếu. Đấy thì phong trào này nó hơi bị chúng, mình phải thay đổi, mình phải tâm thời lên. Đúng rồi. Theo lời của Đạt Up thì bây giờ anh em đừng comment là ngại VL nữa, chúng ta hãy chuyển thành cái chữ nhá, để tôi đánh vần cho anh em cái chữ này nó hơi khó này. C Á C Huyền. C Nặng. Huyền. Huyền nó mới là nó mới sang. Còn mày dùng dấu nặng nó rất là kém sang. C Á C Huyền anh em nhá, Huyền. Dấu Huyền chứ anh em đừng dùng dấu nặng, dấu nặng nó rất là kém sang. Nó thể hiện mình nhà kê. Mình phải là dấu Huyền. Cả nhuê, cả nhuê. Cằng VL. Tôi đã biết phải đọc như nào nhưng mà có thể anh em có thể đọc là cằng VL. Cằng VL. Anh em phải comment được cái từ như thế nó mới là sang. Còn đừng dùng dấu nặng. Cằng nhá. Cằng VL. Ok. Rồi, khá nhiều anh em đã comment được cái chữ đấy rồi đấy. Tôi đố anh em đánh vần được từ đấy luôn. Ví dụ chúng ta sử dụng cái cách mà chúng học lớp 1 cô giáo vẫn dạy nhá. Á cờ ắc. Cờ ắc các Huyền cằng. What the hell? Đéo biết phải đánh vần như thế nào luôn. Đúng không? Á cờ ắc. Cờ ắc các Huyền cằng à? Đéo biết phải đánh vần như thế nào? Đéo mẹ rồi. Từ bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc chiến tranh giữa hai đội quân cằng VL chống lại ngại VL. Câu nói vừa sang miệng mà vừa thể đặt. Đúng rồi, đấy. Rất sang miệng. Và anh em yên tâm là thể hiện cái sự ngầu lòi của mình. Đừng có ngại VL nữa, nó mang tính chất trẻ con và rất là nhà kê. Cứ cằng VL cho tôi. Quýt kìa, quýt kìa, quýt đang ngồi khóc kìa. Nó là sao qua đéo đéo chạy đây được. Ơ đi cái con mẹ. Cứu tao, chết con mẹ nơi rồi. Lửa cháy rồi, xích mích rồi. Đéo ai cứu à. Kệ mẹ, để từ từ, để ra, từ từ Vũ ơi, từ từ, đi. Từ từ, tao ra tao ngắm cái cảnh chó nó bị mẹ thần kiên đó. Này Đạt, mày thử nói nhanh cái từ cặc với từ cằng ấy. Sao mà nó sẽ ra cái từ gì? Đi đấy rồi. Cằng cặc. Cái vịt kêu anh em không? Quạc 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 đúng rồi. Nó là cái tiếng ư. No lie. Nó là cái tiếng giống như tiếng con vịt nó hay kêu ấy. Cặc cặc cặc. Cặc cặc cặc. Cặc cặc. Cặc cặc cặc. Cặc cặc. Cặc cặc cặc. Cặc cặc. Đấy. Cặc 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 cặc. Đấy kiểu. Cặc 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 cặc. Đấy. Nó đéo ra là dấu nặng mà nó cũng đéo ra là dấu Huyền. Sao mà có con đấy nhá. Có con mẹ. Anh cơ. Chỗ này toàn cát, nó đéo lấy được cái hòn đá lên đâu. Đấy. Chỗ này toàn cát, nó đéo bới được đá lên, nó chết ngay. Ngu. Là sao đây anh cho viên thuốc này. Úi dồi khổ. Nhìn mày trông kìa, trông mẹ. Ra đây. Đây đi đường này đúng không? Đây, này. Rồi. Đấy đi. Mở thuốc lên dốc thẳng mồm. Chồng Vũ cũng phải bị chồng. Yeah, trên kia có mấy anh thủy thủ đang buồn. Chắc phải tàu cạn. Không sao các anh ạ, tàu chưa chìm đâu. Mà phải lo.
cường sấm mẹ mày luôn. This. Đéo ai cứu tao à? Nói bảo trên đấy mình thì ai cứu được. Thế biết rồi. Đây đấy. Nạn thân tôi. Đấy anh em xem. Bố em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em khóc mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về. Lên thôi, ra cứu được rồi. Đi đến đây thì chết con mẹ nó rồi. Cứu cái đéo gì. Chưa bao giờ là bị thắt cổ như thế này. Ủa? Chưa bao giờ giữa mùa hè đắp chăn. Đéo hiểu chú đang ở trên tàu nó nhảy xuống làm cái đéo gì. Thằng chó đạt tại sao nó chỉ còn mỗi một chấm máu mà nó vẫn sống. Ôi giời. Đéo gì hiểu. Vừa mới thắc mắc dứt mồm. Hôm nay tao chưa đánh răng đâu Đạt ạ. Chỉ cần một câu thắc mắc của tao là đời mày nó. Đấy. Mình còn chưa nói hết câu ạ. Đéo hiểu. Cứu đi. Tại sao tao phải cứu mày? Để định đóng cửa rồi đéo anh ngờ. Nhìn thấy con này. Thôi xong. Đéo khác là mấy. Ơ kìa. Thằng Đạt mới bị rô à. Không, anh em hãy đứng và chiêm ngưỡng cái cảnh nó chết anh em ạ. Thế nó mới sung sướng. Ok, lại còn nằm ở trong cái đống cứt kìa. Ok. Đạt ra cho đống cứt rồi, đéo ai cứu mày đâu. Rồi rồi, đây, tao vào rồi này. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Hôm qua mẹ bảo tôi trèo lên nóc nhà nàng. Thấy nàng đang ngồi tắm trần chuồng bên chiếc chậu nhôm. Xà phòng sát đầy mông, xà bông sát đầy người. Tênh tênh tơ ránh tênh tênh. Lên. Ôi ôi cứu anh con mẹ nó. Ôi em bỏ đúng rồi. In memory con mẹ nó rồi. Anh đi mạnh giỏi nhé. Còn một thằng phải xuống mẹ restart cái máy kia con ạ. Mạnh giỏi cái cứt. Đã xong đéo đâu. This. Ba xuống đi. Để anh. Đéo hiểu sao ba thằng cùng chạy trên kia trong khi nhiệm vụ đã xong đéo đâu. Em chết rồi. Đi về ba con này thì chơi sao? Ông Dũng làm phá hỏng hết chân đi anh em. Chơi đéo xuống cứu kêu cái đéo gì. Chạy đứng lên mẹ đã đứng mẹ yên vị ở trên đấy đéo cần quan tâm đến là mẹ. Coi như là đã xong công việc chưa, nhiệm vụ đã xong chưa, đéo ai chết. Anh em thích cười đấy. Con kẹo. Đi. Là như kiểu bốn thằng chạy bóng cười xong nhỉ. Cười mẹ như ma làm, đéo hiểu. Mẹ vừa chơi bóng cười vừa lại bắn zombie à? Đau quá nhờ. Đừng vào đây anh ơi. Quay ngay, thôi. Đừng có bắn. Ờ. Quay ngay. Đéo đùa đâu. Mày làm gì? Mày làm sao? Ờ. Mày làm sao? Ờ. Ờ. Ây ôi. Con thứ hai ra. Ây. Thôi.
Mà sao 3 giờ 2 được cái chết con mẹ rồi thế nào? Chơi như kẹt đi. Kéo cứu đi. Mỏi luôn lâu quá. Chơi trả ra cái đấu là còn 2 con tay cơ. Ôi trời ơi, thưa anh ơi. Mẹ. Ôi giời ơi. Đéo thể hiểu. Tìm các anh đứng dụ tanh ở cạnh. Đéo có các anh các em gì sắt. Đi ra một chỗ. Vớ vẩn. Mày đừng vớ vẩn. Không đùa nhá, chắc cần nghiêm túc nhá. Nghiêm túc chứ đéo nữa, nãy giờ rất nghiêm. Ở đây 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 đây, nghiêm túc của thằng Vũ đấy. Đi mẹ 3 phát liền vào người mình. Mồm vừa mới nghiêm túc. Bố chết cả băng vào mày. Tại sao cầu vẫn chưa mở ra thì đéo nào? Mở dưới ngay. Ui dồi ôi đấy, mở cứu anh. Sao lần nào mở xong tao cũng thế này? Nhìn thấy tao ở dưới cái ngách dưới chưa? Nào. Mẹ nó đập tao như đập chó nãy giờ thì còn chỗ nào đéo gì? Ôi chú anh ơi. Em ơi à. Bố lên nào. Mẹ sao đây mày làm đéo bố? À mày xuống đây không? Mày lên thế không trên này? Ờ ôi. Điều yêu đi vậy cái màn nó khó thế. Vũ tập trung súng bắn vào nó đi. Mày đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu. Mày thôi. Mày dưới. Tao hết mẹ đạn rồi đấy. Thì phải hết đạn rồi. Cố lên. Tốt rồi, nó đứt rồi. Rồi, rồi, xuống đi. Để tao xuống cho, tao hết đạn, tao xuống cho. Để anh. Một con tanker kệ mẹ nó. Có không? Ôi giời ơi, anh dùng hy sinh. Anh đã ra đi. Anh em thấy hay không? Tổ quốc ghi công. Cái đấy anh em thấy không? Người chiến sĩ khi mà mẹ trên người đã hết đạn, tự nguyện lao xuống chiến đấu đến mẹ phút giây cuối cùng. Thôi anh em nghe đạt đốc với Vũ về sơ ngào nó cười thôi, tôi chắc là 3 thằng đang khóc đấy. Trên mạng có cả tỷ map và có map Việt Nam không? Có map nào map Việt Nam không? Map L không? Map L không? What? Kênh tao là kênh văn hóa nhá. Nói chờ ngoài. Để tao, để tao. Số gan ném đây, không số gan cho anh. Số gan đâu? Đây rồi. Đi con mẹ. Ô đây. Đi thật đi. Không mày. Ui, ô chết con mẹ rồi. Con mũi. Vũ đừng có lao vào lúc mà đang điên tình. Đã bảo đưa số gan đây cho tao. Điếu nghe.